Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau đây. 19 giờ chương trình bí mật gia đình. 19 giờ 30 phút bác khỏe bác hoàng. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chương trình chung sức. 21 giờ ký sự Amazon. 21 giờ 10 phút phim truyện tối thứ ba phim truyện Mỹ Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban. 22 giờ tin trong nước. 22 giờ 20 phút phim truyện tối thứ ba phần tiếp theo. 23 giờ thế giới điện ảnh. 23 giờ 30 phút tin cuối ngày tin thế giới, tin thể thao. 23 giờ và chúng ta. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 18 tháng 7 gồm những nội dung sau. 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Từ khi gặp em tập 29. 1 giờ 30 phút câu lạc bộ thể thao nữ thế giới. 2 giờ thời trang và cuộc sống. 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Cảnh sát hình sự tập 2 phần 5. 3 giờ 20 phút ca nhạc dân tộc, giai điệu quê hương. 3 giờ 50 phút khám phá, cứu hộ, giải cứu. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng những hình ảnh trung thực đến kinh ngạc với chiếc TV phẳng siêu mỏng tuyệt đẹp. Với TV Samsung Slim Fit, không có gì là khó tưởng tượng. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Dùng từ thịt chứ gì? Chà, ngon từ thịt. Chị nghe ngọt từ xương. Đúng là Aji ngon. Nhưng là Aji ngon mới. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Này có thêm xương ống được hầm thật kỹ, vừa làm các món canh xào thêm ngon ngọt, vừa làm nước dùng. Với Aji ngon mới, ai cũng nấu ăn thật ngon. Cho chị một gói Aji ngon đi. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Xin chào mừng các bạn và các em đến với chương trình Bí mật gia đình. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Ajinomoto của Công ty Ajinomoto tại Việt Nam tài trợ cho chương trình này. Người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là MC Quỳnh Thương. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống gia đình của chúng ta luôn luôn ẩn chứa rất nhiều những điều bất ngờ thú vị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ba gia đình nhỏ bé để cùng lắng nghe và khám phá rất là nhiều những bí mật gia đình rất đáng yêu của họ. Tuy nhiên, trước hết chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để làm quen với ba thí sinh nhỏ tuổi trước đã. Chào con. Chào cô Quỳnh Hương. Con giới thiệu về mình một chút cho cô Quỳnh Hương nghe được không? Tên là Bùi Minh Quân, con 6 tuổi. Mẹ của con tên là Cao Hoàng Thanh Thi. Rồi. 33 tuổi. Rồi. Ba của con 34 tuổi, tên là Quân Ngọc Minh. Rồi, giỏi quá. Con là em bé duy nhất trong nhà hay là con còn có anh hay là có em nữa? Có em. Con có em hả? Em con bao nhiêu tuổi? 1 tuổi. À, vậy là con làm anh hai của em 1 tuổi hả? Rồi, vậy thì ngày hôm nay con đến đây chơi với ai? Mẹ của con. Con mời mẹ ra nha. Mời mẹ ra chơi chung với con. Chào chị. Chúng ta hãy làm quen với bạn thứ hai, chào con. Chào cô Quỳnh Hương, con tên là Mạc Dư Bách Pha, hôm nay con 7 tuổi, con học lớp 2. Ba con tên là Mạc Hoàng Huy, 32 tuổi. Nghề nghiệp của ba con là nấu ăn ở công ty Amata. Wow, ba con là đầu bếp á ha. Mẹ con tên là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Năm nay 32 tuổi, nghề nghiệp của mẹ con là trình dược viên. Con còn có anh hay em hay không? Dạ có, em con 3 tuổi học lớp mầm. Rồi, như vậy là con cũng lại là anh hai nữa rồi phải không? Dạ không, đây. Con là anh cả. Thì đúng rồi, anh hai là anh ngã đó, ý cô Quỳnh Hương cũng nói vậy đó. Ngày hôm nay con đến đây chơi với ai nè? Dạ con đến đây chơi với ba. Rồi vậy mình mời ba ra nha. Mời ba ra chơi chung với con. Chào anh ạ. Chúng ta cùng làm quen với cậu bé cuối cùng. Chào con. Tôi cô Quỳnh Hương, con tên là Phạm Hoàng Trung, 6 tuổi. Con đang học trường Minh Đức. Ba con tên là Phạm Khắc Phục. Hôm nay
Ba con 35 tuổi. Ba con làm nhà báo. Mẹ con tên là Hoàng Thị Tuyết Hồng. Năm nay mẹ con 34 tuổi. Mẹ con làm ở phòng tư pháp Hóc Môn. Em con 2 tuổi rưỡi. Em con 2 tuổi rưỡi. Vậy là ngày hôm nay có ba anh hai đến đây tham gia trò chơi. Ui cô Quỳnh Hương sợ quá. Ngày hôm nay con đến đây là với ba hay là với mẹ nè? Cô Quỳnh Hương, con tới đây với mẹ con. Mình mời mẹ ra chơi với con nha. Mẹ mời mẹ ra chơi với con. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng chơi đầu tiên của trò chơi Bí mật gia đình. Trong vòng chơi này thì các vị phụ huynh đã được vào trong để có thể xoay aerobic và nghe nhạc hoàn toàn cách biệt với lại không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì ba em bé ở lại với trường quay và sẽ cùng nhau vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi với đáp án có sẵn, các bé sẽ ghi được 50 điểm nếu chọn đáp án trùng khớp với đáp án của ba mẹ mình. Và sẽ có một câu hỏi mở duy nhất, các bé sẽ ghi được đến 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với ba mẹ. Các con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên. Minh Quân ơi, việc nào mà con nhận thấy là ba con làm hay hơn mẹ con nha? Thứ nhất là hát. Ba con có hát hay hơn mẹ con không? Hai là ba con có kể chuyện hay hơn mẹ con không? Và ba là ba con chơi với con có hay hơn mẹ con không? Con sẽ chọn một trong ba đi nào. Ba kể chuyện hay hơn mẹ con. Vậy hả? Ba kể chuyện gì hay hơn mẹ nè? Kể chuyện của bé Hàng Đỏ. Cảm ơn con. Chúng ta hãy cùng đến với bé thứ hai là bé Bách Khoa. Con nghĩ như thế nào? Dạ, con chọn câu số 3. Đó là gì? Ba con chơi với con hay hơn mẹ con. Vậy sao? Dạ. Còn ba con có những trò chơi gì với con mà mẹ không có chơi được bằng nè? Tại là mẹ con đi về, làm về trễ quá. Ba con thì về sớm. Cho nên là ba con chơi với con thường hơn hả? Dạ. Thế hai cha con thường chơi với nhau những trò nào? Trò lắp ghép. Hôm trước tham gia một trò chơi bí mật gia đình, bạn kia nói là hai cha con vật nhau vui lắm. Con với ba con có bao giờ vật lộn với nhau không? Dạ có. Có hả? Rồi ai thắng? Ba con thắng không? Ừ. Con thắng mới là lạ đúng không? Cảm ơn con rất là nhiều. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Hoàng Trung nào. Con thì như thế nào con? Hoàng Trung con dựng con số 3. Đó là? Ba con chơi hay hơn mẹ con. Vậy đó hả? Sao kỳ vậy? Sao mà mẹ chơi không bằng ba con? Tại mẹ có là phụ nữ. Phụ nữ có nhiều trò chơi cũng vui lắm chứ. Tại sao vậy? Nhưng mà ba với con sẽ có những cái trò chơi gì mà với con mà mẹ chơi không có hay bằng? Thôi Hương, ba ngó trò chơi chọt lét. Nói nghe nè, cô Quỳnh Hương cũng là phụ nữ mà cô Quỳnh Hương chọt lét con cũng nhột lắm á. Như vậy thì chỉ có ba chọt lét với con thôi hả? Mẹ không có tham gia hả? Rồi, cảm ơn con rất là nhiều. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Bách Khoa. Con ơi, cô Quỳnh Hương biết là các bạn còn nhỏ lắm, nhưng mà con có bao giờ con có làm một cái việc gì đó để con giúp đỡ ba mẹ không? Dạ có. Rồi, như vậy thì câu hỏi của cô Quỳnh Hương như sau. Ở nhà con có thể làm được việc gì để giúp ba mẹ? Con kể ra một việc xem nào. Quét nhà. Quét nhà. Ngoài quét nhà còn gì nữa không? Dạ không. Ban đầu bằng cái việc quét nhà cũng được, nhưng mà thời gian sắp tới thì con sẽ phải phụ thêm một ít việc nữa. Dạ. Nha nha. Rồi, cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Hoàng Trung. Con có thể giúp gì được cho ba mẹ nào? Thưa cô, con là con chơi với em. À, đúng rồi. Đó là một công việc vô cùng nặng nhọc đúng không nào? Chơi với em thì có cực không? Không. Ủa vậy hả? Chứ con chơi sao với em nè? Con chỉ xếp hình với em con. À, giỏi lắm, như vậy là con là một anh hai rất là giỏi. Cô Quỳnh Hương khen con ha. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Minh Quân. Minh Quân, ở nhà con phải làm việc gì để giúp cho ba mẹ con nào? Dạ, lúc có bụi bặm thì con quét. Quét nhà hả? Dạ. Vậy đó ha. Con bé tí vậy mà con cũng biết quét nhà. Con cầm cây chổi nổi không? Nổi. Nổi hả? Con quét mỗi ngày không? Quét mấy cái giờ? Quét mấy giờ, nhưng mà mỗi ngày con đều quét không hay là tháng con quét lần? Quét nhiều lần. Quét nhiều lần. Rồi, vậy là con cũng là anh hai giỏi luôn.
Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi thứ 3. Và câu hỏi này được thực hiện dưới dạng video clip. Các con sẽ theo dõi một tình huống sau đây, lắng nghe cho kỹ ba cái phần chọn lựa, và sau đó thì cô Quỳnh Hương sẽ mời các con trả lời nha. Các con cùng hướng về màn hình nào. Không biết cô Vi gọi điện thoại cho ai mà gọi liên tục à, hết cuộc này tới cuộc khác. Mình nghe xem nó đang gọi cho ai vậy anh? Nhìn cái mặt nó vậy chứ nó gọi cho bạn bè nó. Không, em nghĩ là nó gọi cho ba mẹ nó. Hỏi nó chắc ăn. Cô Vi à, từ hôm qua bây giờ chú thấy con gọi điện thoại hoài à, con gọi cho ai vậy con? Bí mật. Con gọi cho ba mẹ hả? Gọi cho bạn bè con phải không? Cô chú đừng có hỏi nữa, đây là bí mật, con không trả lời được đâu. Nếu dùng điện thoại á, các bé thích gọi cho ai? Thứ nhất, gọi cho bạn bè. Thứ hai, gọi cho ba mẹ. Thứ ba, gọi cho một người khác. Các con có nghe rõ câu 3 câu hỏi không? Cô Quỳnh Hương lặp lại nha. Nếu dùng điện thoại để gọi thì các con thường gọi cho ai? Thứ nhất là gọi cho ba mẹ, thứ hai là gọi cho bạn bè, và thứ ba là gọi cho một người nào khác. Xin được bắt đầu câu hỏi này với bạn Hoàng Trung nào. Thế con Quỳnh Hương là con gọi cho ba mẹ. Thế con gọi ba mẹ thường là việc gì? Để con hỏi thăm. Con hỏi thăm hả? Cảm ơn con Hoàng Trung. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Minh Quân. Minh Quân ơi, con thường dùng gọi điện thoại cho ai? Ba mẹ. Con cũng gọi điện thoại cho ba mẹ hả? Con có biết gọi điện thoại cho bạn bè không? Dạ không. Con chỉ gọi cho ba mẹ thôi. Nhưng mà con biết số của ba mẹ để gọi không? Con không biết số của ba, con biết số của mẹ. Cho nên con sẽ gọi cho mẹ phải không nè. Cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Bách Khoa. Dạ thưa cô Bình Hương, con chọn số 2 là bạn bè. Con biết gọi điện thoại cho bạn bè dạ. Sao? Bạn bè cho con điện thoại nên con biết. Vậy á hả? Nhưng mà thí dụ mà con gọi thì con nói chuyện bài vở hay là nói chuyện gì? Trò chuyện thôi cô. Trò chuyện thôi ha con ha. Cảm ơn con. Cả ba em bé đều đã hoàn tất xong phần câu hỏi của mình. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta đón các vị phụ huynh trở lại với trường quay. Câu hỏi đầu tiên được bắt đầu từ mẹ Thanh Thi. Chị nghĩ rằng là bé sẽ thấy ba làm việc gì hay hơn mẹ trong ba việc sau đây? Thứ nhất là ba chơi với bé hay hơn mẹ? Thứ hai là kể chuyện hay hơn mẹ? Hay là thứ ba là hát hay hơn mẹ? Chắc tôi chọn câu đầu tiên. Đó là ba gì? Ba chơi với bé hay hơn mẹ? Ba chơi với bé hay hơn. Thế hai cha con đã thường chơi với nhau những trò gì ạ? Thường chơi cút hạ. Chơi gì ạ? Cướp hà? Cướp hà. À, chơi cướp hà. À, trốn chơi tìm. Thì cũng nhiều. Dạ. Nhưng mà còn câu chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ thì sao ạ? Ai kể hay hơn? Dạ, chưa kể, cô giáo kể. À, chính vì chỗ mà có lẽ chị chưa kể nhưng mà ba cháu kể, cho nên cháu nghĩ rằng là ba cháu kể chuyện hay hơn chị chăng, cho nên chưa có 50 điểm đầu tiên. Dạ. Xin được mời ba Hoàng Huy. Theo tôi thì bé sẽ chọn câu đầu tiên. Đó là gì ạ? Ba vui chơi với bé hay hơn mẹ. Vì sao? Bởi vì ba thường hay chơi với con. Còn mẹ thì đi về trễ hơn phải không ạ? À, đúng rồi. Nếu mà anh nói đúng thêm cái nữa thì Quỳnh Hương cũng không biết nói gì hơn, cho nên đành phải tặng cho gia đình anh 50 điểm đầu tiên chứ mà. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của mẹ Tuyết Hồng nào. Theo tôi thì bé sẽ chọn là ba chơi với bé hay hơn mẹ. Vì sao ạ? Tại vì bé thích chơi những cái trò như là hơi mạnh mạnh một chút là quăng bé lên, tung hứng bé lên rồi. Nhưng mà tôi thì không bế bé nổi. Nhà. Ở nhà thì ba hay chơi như vậy. Mà cháu còn nói là ba có trò tọt lét hay lắm. Dạ. Cho nên là Quỳnh Hương cũng muốn thử coi là bữa nào mà bé cười như nắc nẻ thì như thế nào. 50 điểm đầu tiên dành cho gia đình của chị chứ mình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ ba Hoàng Huy. Ở nhà thì con có thể làm việc gì được để giúp cho ba mẹ thưa anh? Ở nhà thì cháu thường hay chơi với em. Giỏi ha, chơi với em.
Còn ngoài ra còn làm việc gì nữa ạ? Ngoài ra em cháu còn quét nhà. Còn quét nhà? Phải chi mà anh đem chữ quét nhà nó lên lựa chọn số 1 quá thì anh đã ghi được 100 điểm rồi. Nhưng cái chữ nhân bao giờ nó cũng có giá trị ngược lại đúng không nào? Chưa có 100 điểm. Xin được hỏi mẹ Tuyết Hồng. Ở nhà thì bé còn nhỏ thì cũng chưa có biết làm cái gì. Chỉ có nhờ là bé chơi với em thôi. Nên bé hay chơi với em. Để theo chị thì bé có thích chơi với em hay không? Dạ thích ạ. Cho nên là con rất xứng đáng nhận được 100 điểm. Chúc mừng con. Xin mời mẹ Thanh Thi. Mình nghĩ chắc là bé chọn là ở nhà chơi với em. Ở nhà chơi với em. Nhưng mà con lại nghĩ ra là con lớn rồi, cho nên con còn giúp được thêm một việc nữa, đó là việc quét nhà. Nhưng mà tại vì mẹ kể đường này, con kể đường kia, cho nên chưa ghi được 100 điểm. Chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này ban nãy khi mà các anh chị ở bên trong á, thì các cháu đã được xem video clip. Nhưng bây giờ thì Quỳnh Hương xin phép được nêu lại nội dung câu hỏi. Nếu ở nhà mà con có dùng điện thoại thì con sẽ gọi điện cho ai? Thứ nhất là gọi điện cho bạn bè, thứ hai là gọi điện cho một người nào khác, và thứ ba là gọi điện cho ba mẹ. Xin được mời mẹ Tuyết Hồng bắt đầu câu hỏi này. Theo tôi thì nếu mà bé mà được sử dụng điện thoại thì bé rất thích gọi điện cho ba với mẹ. Theo chị thì gọi thường không ạ? Rất là thường. Gọi để làm gì ạ? Cứ hỏi là ba đi làm về chưa, ba đi tới đâu rồi, ba có mua gì cho con không? Gọi là nào? Hỏi thăm á phải không chị? Dạ, đúng rồi. Và 50 điểm dành cho gia đình của chị. Xin được mời mẹ Thanh Thi. Bé thường gọi điện cho ba mẹ. Gọi điện cho ba mẹ. Và 50 điểm dành cho gia đình của chị. Xin được mời ba Hoàng Huy. Cháu thường hay gọi điện cho ba. Ba quên rằng là con đã lớn rồi. Một số bạn bè cho con số điện thoại nữa, cho nên đôi khi con cũng có gọi điện thoại để con nói chuyện với bạn bè đó ba. Cho nên chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này rồi. Kết thúc vòng chơi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe số điểm của cả ba gia đình. Kết thúc vòng thi thứ nhất, gia đình bé Minh Quân 50 điểm. Gia đình bé Bách Khoa 50 điểm. Và gia đình bé Hoàng Trung 200 điểm. Xin chúc mừng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng chơi thứ hai của trò chơi Bí mật gia đình. Ở vòng chơi này thì đến lượt ba bé lại được vào trong để thư giãn, xem truyện tranh và nghe nhạc, hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì các vị phụ huynh sẽ cùng ở lại và vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi mở, mỗi câu hỏi sẽ đem đến cho ba mẹ 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với bé. Và sẽ có một câu hỏi duy nhất là có ba đáp án có sẵn. Ba mẹ sẽ việc chọn một trong ba và sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với bé. Bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng chưa? Đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho mẹ Thanh Thi nha. Chị ơi, Quỳnh Hương vẫn biết là các cậu bé trai thì rất là ít thích hát. Nhưng mà sẽ có những lúc cháu cao hứng và cháu ngân nga điệu này điệu kia, bài này bài nọ. Thì cái bài hát mà con ở nhà hay hát nhất là bài hát gì, chị Thanh Thi có nhớ không? Nếu mà bé hát thì bé sẽ hát bài Cả Nhà Thương Nhau. À, bài Ba Thương Con Vì Con dạ, giống mẹ rồi. Ha. Dạ, cảm ơn chị. Ba Hoàng Huy. Bé thường hay hát bài Bắt Chim Than. Bài đó là ai dạy cho cháu ạ? Bài đó cháu tự học. Cháu tự học, cảm ơn. Xin được mời mẹ Tuyết Hồng. Ở nhà thì bé rất thích hát cái bài mà Mẹ Em Ở Trường. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình và vòng chơi đặc biệt. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là sở thích của các bé trai, và trong vòng 30 giây thì mẹ và bé Hoàng Trung sẽ phải chọn ra những món mà con thích làm nhất, sẽ để ở ô số 1, số 2 và số 3. Những việc nào con không thích lắm con sẽ để ở ô số 4, ô số 5 nha. Và cái quan trọng là nếu mà con sắp xếp xong rồi mà vẫn còn dư thời gian thì con sẽ chạy thật nhanh ra đằng trước, con dùng tay, dùng chân, dùng ngôn ngữ hình thể của con để con mô tả cho mẹ biết là con đã sắp những cái gì. Và như vậy thì mẹ, nếu mà mẹ sáng ý, mẹ nắm được thì mẹ sẽ sửa lại kịp, chỉ trong vòng 30 giây mà thôi. Nếu mà một ô hình giống nhau thì hai mẹ con sẽ ghi được 500.000 đồng tiền thưởng.
2 ô hình giống nhau 1 triệu đồng, 3 ô hình giống nhau 1 triệu 500 ngàn đồng, 4 ô hình giống nhau, điều đó là có nghĩa là 5 ô hình giống nhau và sẽ đem đến cho gia đình của bé Hoàng Trung 5 triệu đồng tiền thưởng. Bây giờ con đã sẵn sàng chưa? Cô Quỳnh Hương cho con một bộ và mẹ một bộ. Con đem qua bên kia. Mẹ đem qua bên kia đi mẹ. 30 giây bắt đầu. Nhanh lên con. Chạy ra tả cho mẹ, nhanh lên. Nhanh nữa, nhanh nữa. Ban nãy cô Quỳnh Hương thấy là con mô tả với mẹ, mà không biết mẹ biết là con thích, rất là thích thả thuyền giấy hay không. Thứ hai là con thích đọc báo hay là đọc truyện gì đó. À, đứng được mô hình rồi. Thứ ba là hy vọng thả thuyền giấy thì con sẽ còn trúng được. À, như vậy chúng ta vẫn còn hy vọng ở đây phải không nào? Thử xem là con có thích, à, con thích thuyền buồm. Rồi. Như vậy hai mẹ con chỉ trúng được một hình duy nhất mà thôi. À, thưa quý vị và các bạn, kết thúc vòng chơi đặc biệt cộng với các vòng chơi bên ngoài thì tổng cộng hai mẹ con bé Hoàng Trung đã có thể mang về cho gia đình mình số tiền thưởng là 2.500.000 đồng. Và ngoài ra thì bé Hoàng Trung cùng hai bạn cùng chơi sẽ nhận được mỗi bạn một cái áo thun của hình bí mật gia đình nha. Bây giờ thì chúng ta cùng mời hai gia đình cùng chơi lên chia vui với nhau nào. Mời các gia đình. Mai ấm gia đình, à chi đùa mơ mơ. Lòng anh khát cháy những nỗi niềm yêu như sa mạc khao khát, khao khát ngày. DVD phim truyện Hương Phù Sa hiện được trung tâm dịch vụ truyền hình phát hành tại các đại lý và nhà sách trong thành phố. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 8299045. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bí mật gia đình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Aji Ngon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau 7 giờ tối thứ ba hàng tuần trên sóng HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bốn mùa khi con lắc qua lắc lại mẹ mùa mẹ một sọ mẹ quấn em con không được mình chơi đó thì bé được đi chơi được mặc đồ mới thì cháu hay kể lại cho mẹ nghe. Bé xin chọn là nước tương. Mẹ nước tương nó cay. Bé cười không? 50 điểm đầu tiên cho gia đình của chị Vũ Hương. Mẹ thì tại chưa ghi được 100 điểm cho con ở này. 100 điểm dành cho gia đình của con. Bingo xin chào, nhận em bé thông minh với các trò chơi vui nhộn hơn. Gần trên xin thân ái chào mừng quý vị phụ huynh và các bạn nhỏ. Chào các bạn, mình tên là Tăng Vĩnh Minh Châu. Xin chào các bạn, mình là Quỳnh Tấn Công. Yeah! Với cái phòng thi, nhanh tay lẹ mắt. Bé làm Bingo. Ngọn ảnh thông minh, có cả ba mẹ cùng chơi. Đó xem 7 giờ tối lớp 2 cho HTV7. Cùng Bingo tham gia chương trình Những em bé thông minh của cô gái Hà Lan nhé. Điểm cao nhất của Tường Vân bất chợt kể tên một loại hột trái cây. Hột cam. Hột cam. Hột dưa. Hột dưa. Hột mít. Hột mít. Hột bí. Hút bí. Tình thân ái được quyền hội ý. Kể tên một loại hột trái cây. Hột sầu riêng. Hột sầu riêng. Mời đội trưởng.
Một loại hột trái cây mà bạn biết đó là hột gì? Hột é. Chào các bạn. Còn đang trao đổi gì? Dành thời gian cho đội trưởng suy nghĩ thêm nào. Bạn Minh, hột gì? Em nghĩ là hột bí. Hột bí. Anh Vân? Dạ em nghĩ là hột sen. Hột sen. Em nghĩ là hột mãng cầu. Hột mãng cầu. Đội trưởng nghe chưa? Em thấy hột mãng cầu cũng khá là chính xác. Không biết hai thành viên còn lại của đội sao? Ủng hộ đội trưởng đi. Để cho đội trưởng yên tâm. Hột mãng cầu phải không? Dạ. 3, 6, 7, 8. Có cái hột mãng cầu không? Không có. 50 điểm thuộc về Mick không dây. Hột thứ 3. Hột thứ 6. 7. 8. Sau vòng thứ 2, đội tình thân ái rất tiếc là vẫn chưa có điểm nào. Mic không dây 129 điểm. Đây là vòng thứ 3 của trò chơi chung sức. Xin mời thành viên thứ 4 của hai đội. Rồi, hai bạn bắt tay nhau. Chúc cả hai may mắn. Hôm nay có một câu thôi, vẫn chỉ là một câu. Có 6 đáp án. Đó là 6 ý kiến của nhiều người và số điểm của mỗi đáp án cũng chính là số người đồng tình với nó. Thì các bạn đừng bao giờ quên rằng đây là vòng đặc biệt rất rất là quan trọng. Một lát mức độ quan trọng nó sẽ tăng dần theo, nhưng mà bắt đầu đây là quan trọng. Đây là vòng thi có số điểm nhân đôi, cố gắng lên nhé. Tình thân ái ráng ghi điểm nhé. Kể tên một bộ phận của cơ thể bắt đầu bằng chữ T. Tay. Tay. Mời hai bạn trả lời. Một bộ phận của cơ thể bắt đầu bằng chữ tay, chữ T. Chữ T. Tay, tay có rồi. Tim ạ. Tim. Gì nữa nào? Có tim rồi thì chúng ta lên một chút là tai. Tai. Em nghĩ là tai thì lên một chút nữa là trán. Bắt đầu bằng chữ tờ, chữ tề. Trán. Cái tim có tim rồi còn đó là thận ạ. Thận. Dễ hả? À, tụy ạ. Tụy. Một bộ phận của cơ thể bắt đầu tên của nó bằng chữ T. Tụy. Mới cái sai một lần không sao. Bộ phận của cơ thể có tên bắt đầu bằng chữ T. Chữ T. Tóc à. Quá hay nha. Đẹp. Cắt lục. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại trò chơi chung sức vòng đặc biệt. Thưa quý vị, sau vòng thứ 4, đội Mic không dây sẽ cử 2 thành viên để bước vào vòng đặc biệt. Xin mời. Các bạn đã có một chiến thắng rất là to sau 4 vòng thi đấu. Các bạn đã có giải thưởng 6.230.000 đồng. Và bây giờ trước mặt của các bạn là giải thưởng 10 triệu đồng nữa. Nếu các bạn ghi được 200 điểm, giải thưởng sẽ thuộc về các bạn. Các bạn rõ rồi chứ? Dạ rõ. Có 5 câu hỏi trong vòng này, cả hai bạn lần lượt sẽ trả lời. Ai trả lời trước? Dạ, em trả lời trước. Mời bạn vào trong. Dạ. Kia. Bạn có 20 giây để trả lời 5 câu hỏi này. Bạn cố gắng tận dụng tốt, mà tôi nghĩ rằng các bạn tận dụng rất tốt rồi. Các bạn, công việc của các bạn rất là thuận lợi cho các bạn suy nghĩ nhanh, trả lời nhanh.
những câu hỏi rất là đơn giản này. Nào bây giờ bạn nhìn về phía trước sẵn sàng trả lời nhé. 20 giây của bạn bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Đồng đội của bạn đang chờ bên trong sẽ không nghe được những gì bạn trả lời rồi đó. Thế là lượt. Nêu tên một loại gạo tẻ, gạo nếp mà bạn biết. Gạo nàng hương. Kể tên một thiết bị đã được cải tiến sử dụng không dây. Điện thoại. Khi đi chơi xa người ta thường mua gì về làm quà? Đặc sản địa phương. Làm nghề gì, công việc gì người ta sử dụng máy vi tính thường xuyên? Chuyên gia máy tính. Máy móc phương tiện nào sử dụng dây sên hoặc xích để chuyển động? Xe gắn máy. Chúc mừng bạn đã trả lời xong 5 câu hỏi và bây giờ chúng ta sẽ biết kết quả. Xin mời bạn. Bạn thử đoán xem 5 câu hỏi vừa rồi bạn đã ghi được tất cả là bao nhiêu điểm? Cái này thì là khó, tại vì mình đoán nhưng mà không biết là 100 người có đồng ý với mình không. Nhưng mà hy vọng là đến được điểm trung bình là 100 điểm. Hy vọng được như thế là tốt rồi. Dạ. Không? Là quá tốt rồi. Câu thứ nhất, nêu tên một loại gạo tẻ, gạo nếp mà bạn biết. Bạn nói đó là gạo nàng hương. Gạo nàng hương thì có mấy người nghĩ đến giống như bạn? Điểm 29 điểm. Kể tên một thiết bị đã được cải tiến sử dụng không dây. Bạn trả lời là điện thoại. Và khảo sát 31 điểm. Tuyệt vời. Khi đi chơi xa người ta thường mua gì về để làm quà? Thì bạn trả lời là đặc sản địa phương. Là cái gì bạn? Là những cái thức ăn hoặc là thức ăn cái... hay là đồ lưu niệm. Dạ, cái của địa phương. Dạ. Khảo sát 34 điểm. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Bạn trả lời rất hay. Đó là những câu có điểm rất cao. Câu thứ tư, làm nghề gì, công việc gì người ta sử dụng máy vi tính thường xuyên? Bạn trả lời là chuyên gia vi tính. Rõ ràng chuyên gia vi tính là phải có vi tính. Khảo sát. Câu này tưởng chừng là có điểm cao anh, nhưng cuối cùng có 9 người đồng ý với bạn. Câu thứ năm, máy móc phương tiện nào sử dụng dây sên hoặc xích để chuyển động? Thì bạn trả lời là xe gắn máy. Câu này mấy điểm? Khó đoán quá. Bạn đang đi xe gì? Xe hơi hay là xe gắn máy? Dạ xe gắn máy ạ. À. Nhưng mà em nghĩ chắc cái này cũng nhiều người biết, trên khoảng 30 điểm. Câu xét 32 điểm. Ồ, một cấp 35 điểm, còn 65 điểm nữa chứ thế. Công việc còn lại rất nhẹ nhàng đối với đồng đội của bạn. Nào, mời bạn trở về vị trí để đồng đội của bạn tiếp tục ghi điểm. Mời thành viên thứ hai. Chào chị em. Bạn nghe đồng đội mình nói gì không? Cố lên, cố lên, 10 triệu cố lên. 10 triệu cố lên, 10 triệu cố lên. Tôi nghĩ là không cần cố lắm đâu. Cố gì vừa thôi cũng đủ rồi. Bởi vì đồng đội của bạn rất là tuyệt vời. Bạn thực hiện tiếp tục công việc trong thời gian 25 giây. Bạn trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội bạn, với một yêu cầu là bạn không được đáp trùng ý. Nếu bạn đáp trùng ý, bạn sẽ nghe tín hiệu nhắc nhở. Khi nghe tín hiệu này, hoặc là bạn nói cho qua, hoặc là bạn phải thay ngay đáp án khác cho thật nhanh để kịp thời gian. Bạn rõ rồi chứ? Nhá. Bạn nhìn về phía trước, sẵn sàng trả lời. 25 giây dành cho bạn sẽ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Nếu tên một loại gạo tẻ, gạo nếp mà bạn biết. Tài nguyên. Kể tên một thiết bị đã được cải tiến sử dụng không dây. Mic. Khi đi chơi xa người ta thường mua gì về để làm quà? Trái cây. Làm nghề gì, công việc gì người ta sử dụng máy vi tính thường xuyên? Nhân viên văn phòng. Máy móc phương tiện nào sử dụng dây sên hoặc dây xích để chuyển động? Ở xe đạp. Bạn trả lời quá nhanh và chúng ta có thừa thời gian để từ từ chậm chậm quay lại xem kết quả. Bạn thấy thế nào? Số điểm của đội tôi ghi được cũng không có đến nỗi nào đúng không ạ? Không đến nỗi nào ạ? À? Dạ. Cao đây, rất cao. Dạ. Đó là khiêm tốn một chút. Còn lại là 65 điểm nữa thôi mà bạn trả lời rất hay. Tôi hy vọng rằng các bạn có hy vọng không? Đừng là 199 điểm ạ. Tôi cố gắng là 200 ạ. Chúng ta xem kết quả. Kể tên một loại gạo tẻ, gạo nếp mà bạn biết. Bạn nói là gạo tài nguyên. Khảo sát 21 điểm. Hai bạn rất tuyệt vời. Cả hai bạn rất tuyệt vời. Nhưng đồng đội của bạn đã ghi được số điểm cao nhất. Gạo nàng hương được nhiều người nghĩ đến nhất, 29 điểm. Câu thứ hai,
kể tới một thiết bị đã được cải tiến sử dụng không dây. Bạn nói là mic. Micro không dây, mic không dây tên của đội các bạn. Dạ. Các bạn sử dụng mic không dây. Các bạn chọn cái tên đó mà. Cũng giống như anh Tân Minh Tâm. Dạ. Mic không dây. Bao nhiêu điểm nào? 2-4 điểm. Tuyệt vời. Cả hai bạn đều rất tuyệt vời. Đáp án điện thoại là đáp án có số điểm cao nhất trong câu hỏi này. Và các bạn chỉ còn 20 điểm nữa thôi. 3 câu trả lời 20 điểm. Quá nhẹ nhàng phải không? Câu thứ 3. Khi đi chơi xa người ta thường mua gì về làm quà? Thì bạn nói là trái cây. Điểm 2 điểm. Cũng có điểm. Nhưng điểm của đồng đội bạn ghi mới là số điểm cao nhất. Dạ. Mua đặc sản của các địa phương về 34 điểm. Có 18 điểm nữa. Còn 18 điểm hồi hộp. Các bạn thấy thế nào? Cũng hồi hộp. Làm nghề gì, có việc gì người ta sử dụng máy vi tính thường xuyên? Nhân viên văn phòng. Bạn nói là nhân viên văn phòng. Chắc hy vọng. Bao nhiêu điểm đây? 30 điểm. Nhân viên văn phòng thì là người ta sử dụng máy vi tính thì nhiều rồi. Dạ. Đó. Khảo sát 30 điểm. Chiến thắng là thuộc về các bạn. Chúc mừng. 10 triệu đồng có vòng đặc biệt đã thuộc về Mic không dây. Chiến thắng đã thuộc về Mic không dây. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung kết từ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện xin được phép kết thúc. Cảm ơn Pepsi đã cùng chung kết với chúng tôi trong chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn 8 giờ tối thứ ba tuần sau. Xin chào.